Đời người cần có vị thầy tốt, ân sư Tịnh Không ngàn năm khó gặp. Ân đức của Hòa Thượng Tịnh Không đối với loài người trên thế giới này thật quá lớn, cho nên chúng ta đem chữ ân này để ở phía trước, gọi là ân sư, thánh đức. Đức hạnh của lão nhân gia chúng ta thấy rằng chỉ có dùng chữ thánh mới có thể biểu đạt được. Cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, thân thể này là cha mẹ cho. Thời thế hiện nay, thiên tai, tai nạn không ngừng. Điều này cho thấy cái gì? Cho thấy cha mẹ không giải quyết được vấn đề. Ai có thể giải quyết? Chỉ có người thầy mới có thể giải quyết. Cho nên cha mẹ cho chúng ta thân mạng này, đây chỉ là mới bắt đầu. Nếu như đời người không có vị thầy tốt, thì có tác dụng gì chứ? Nếu như ta không gặp được sự giảng dạy của ân sư, ta vẫn tạo nghiệp, vẫn còn tham sân si mạng nghi, cạnh tranh đấu tranh, cuối cùng đau khổ vô cùng. Cho nên ân đức của ân sư vượt qua cha mẹ. Người thầy tốt bạn đi đâu mà tìm? Bây giờ chúng ta gặp phải rồi, không biết là kiếp nào tu được phước báo lớn như vậy. Tổ tiên Thích Đức, chúng ta gặp được sư phụ thượng nhân ngài rồi. Thời cổ đại mọi người đều biết, muốn có một cuộc đời hạnh phúc thì nhất định phải có vị thầy tốt. Vị thầy tốt có thể mang lại cho bạn cái gì? Gặp may mắn tránh tai họa, phía trước có hầm lửa, không để cho bạn rơi xuống đó. Trí tuệ này từ đâu tới? Thầy dạy cho bạn, chỉ điểm cho bạn, đây là cuộc đời. Cho tới lúc lâm chung, chúng ta cũng không biết. Sự việc sau khi qua đời đều không biết. Cho nên nói Phật Bồ Tát dạy bạn đều ở trong Kinh Phật, Đại Tạng Kinh. Tri ân Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Nam Mô A Di Đà Phật.